Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay là chương trình tụng lăng nghiêm. Bây giờ là 6:07, hôm nay ngày 9/4/2023, ngày Chủ nhật. Sư phụ có mặt ở đây từ buổi thứ sáu đi lo một số cái chuyện về đất đai, rồi sư phụ giảng rất nhiều bài pháp, trong đó là giảng về cuộc đời của Vô Lượng Võ Đế, giảng về cuộc đời của Ngài An Thế Cao, giảng về cuộc đời của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, giảng về những câu hỏi Phật Pháp của một cái vị mà du tăng Việt Nam sang Nhật, đúng không? Rồi á, sáng nay lúc đó sư phụ không có thuyết giảng tại lúc bận rộn, nhưng mà tuy nhiên sau cái thời lăng nghiêm sư phụ sẽ giảng pháp bổ túc. Là trong những cái bài pháp ngày hôm qua đó, tụi con có nắm được cái chìa khóa và cái kỳ để mà mình tu học hay không. Tại vì á, cái bài pháp nhật ra nó có một cái kỳ mà tụi con không có để ý. Cái bài pháp nào quan trọng, mỗi một bài pháp sư phụ đưa ra đều nó có một cái để gửi một cái thông điệp cho tụi con, chứ không phải là không có. Và tụi con nhớ cái cách hoàn pháp sư phụ hoàn toàn khác. Tụi con bỏ công ăn việc làm ở tại nhà, tụi con bỏ thời giờ quý báu vô đây đó. Nếu mà vô đây để nghe một vị giảng sư, chùa tức là cái, là kêu là cái gì? Phương tiện, tức là cái trường học. Trường học ở ngoài đời là dạy làm kỹ sư, dạy làm bác sĩ, dạy làm luật sư để kiếm tiền. Chùa khác với trường học ngoài đời, nó là cái phương tiện, nó đời tạo để cho quý vị thành Phật, thành trời, thành A-tu-la, thành địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nếu mà quý vị vô học tầm bậy đó, thì nhiều khi á, quý vị chỉ đi theo cái thế gian pháp thôi, chiếu đạo cha mẹ, còn bổn phận với vợ chồng, dạy dỗ con cái quý vị còn trở lại nhân đạo. Mà quý vị vô cái chùa mà ông thầy ông dạy bậy đó, nhiều khi quý vị lại đi xuống chứ không đi lên, thì con có đồng ý không? Mà sư phụ không phải là một cái người giống như là Quỷ Ngọc Ngạn của Bali Bay Nai để rồi nói chuyện duyên dáng, để rồi tạo cho quý vị nụ cười và coi xong á, rồi quý vị đi về. Rốt cuộc á, quý vị còn nguyên, không mất cái gì hết. Cho nên cái chìa khóa của sư phụ á, là các bài pháp ngày qua thật sự nó thầy muốn gửi một thông điệp từ một cái bốn câu ngắn trong Trung Bộ Kinh. Những cái gì cần biết rõ, đã có một cái số đệ tử của Phật, mấy chục ông tỳ kheo ngồi không biết ông Phật không, ông nói mình có Phật thánh như là ông. Mà tại sao ông đi ông dạy thì có người có một tuần thì chứng quả, mà có người thì vô ngoại cũng không chứng quả. Mà có những ông này nó lên Phật tòa kêu là pháp sư rẫm, ông dạy người ta chứng quả mà ông không chứng quả, có cái đó không? Thì bây giờ quý vị thấy có những vị thầy họ rất đông đảo Phật tử, nhưng mà họ không có nắm được thời gian điều đó. Không phải là tụi con nhiều, tụi con đi coi 100 cái show Bali Bay Nai rồi tụi con hết thanh xin không, tụi con vui vẻ trong lúc đó chứ về phiền não đâu vẫn còn biết. Mà những cái điều cần học tụi con từ đâu đến, tụi con chết đi về đâu, tụi con còn còn không có biết. Mà Đức Phật thành Phật là vì những cái gì Ngài cần biết rõ, Ngài đã biết rõ, Ngài biết Ngài từ đâu đến và sau này chết Ngài đi về đâu. Mà Ngài biết rõ những cái ai là xây ra cái quan gia thế chủ này, phải không? Lúc nào mình cũng đổi thừa, lúc lâm chung là quan gia thế chủ, nhưng mà nghĩa kỹ đem cái cô Viên Ngọc ra quan gia thế chủ là tại con cổ hay là tại cổ hả? Tại vì gọi cầu cứu sư phụ các đêm tuần, sư phụ đừng bỏ con bị ung thư rồi. Bây giờ bác sĩ nó còn sống không có bao lâu nữa, mà sư phụ ra cái quy luật mới, ai mà không có đi về đây mà sinh hoạt là sư phụ không có hộ niệm, con cái nó không nghe sư phụ, nó nói là nói như vậy chứ sư phụ đâu có bỏ được con được. Set up đi, nhưng mà rồi đó kêu con Đức rồi nói chuyện, biểu đưa điện thoại cho con đưa số để nói, thì bây giờ cổ Đức cổ giao hết quyền cho con. Như vậy cái quan gia cái chủ là con hay là mình? Bây giờ
Cái gì cần biết rõ, khổ không biết rõ. Cái gì cần buông bỏ, khổ không chịu buông bỏ. Cái gì cần tu tập ở đoạn cuối cuộc đời để mà gặp thầy Thông Lai. Để là gì? Để thoát ly luân hồi sanh tử. Chứ phải vô đây nghe thầy Thông Lai diễn hề. Bây giờ 99% các giảng sư lên pháp tòa là diễn hề duyên dáng. Nhưng mà rồi, cái gì cần biết, cái gì có biết chưa? Cái gì cần buông bỏ, mới có dạy không? Nhớ kỹ nha. Bây giờ quý vị coi 1000 cái show Bali Bay Nai, quý vị vẫn không bao giờ chấm dứt luân hồi sinh tử. Chỉ là một chút xíu vui đó thôi, rồi còn nguyên. Cho nên á, vốn câu kệ có thể nói ngày qua, người nào có trí huệ thì sẽ hiểu. Đó là một cái thông điệp sư phụ muốn gửi cho con. Những gì biết rõ cho con, cho mày biết rõ hết chưa? Hả? Mục đích cho con vô đây không phải là dành cái phòng nhỏ xíu, mình có cái nhà 3000 sư phụ vô đây dành cái phòng 250, không phải gì đó. Thấy không? Cho nên tụi con phải một chút nữa thầy hay like cái đó để là thầy đi sâu một chút. Còn có thiệt lỡ thì giảng bốn bài pháp, nhưng mà những cái thông điệp mà thầy gửi cho tụi con. Tụi con không phải là những cái người ủng hộ, những cái fan của sư phụ. Sư phụ không phải cái loại đó. Sư phụ không phải là trấn thành, sư phụ không có phải là những diễn viên tài, không có. Sư phụ là một cái người đủ nhân viên làm đệ tử của Phật. Những cái gì mà cần biết rõ thì sư phụ cũng đã biết rõ. Những cái gì cần buông bỏ thì sư phụ đã cần buông bỏ. Nhưng phụ vẫn còn những gì cần tu tập thì phụ vẫn cần tu tập. Mình phải theo dõi từng cái khe của ông sư phụ mình, ông hộ niệm. Mình vô đây, tại sao ông thì chú có được, của mình thì chú không có được? Tại sao có những người đang nằm đó chết mạnh tử như là cô Tố Mai, mà chỉ cần ra tụng có bao nhiêu biến rồi khai thị như vậy là tự nhiên phải nóng lên tới 100 mấy độ. Cho nên á, tự nhiên tụi con những cái gì cần biết rõ, tụi con biết rõ chưa? Chưa biết là phải học chứ không phải ngồi. Cho nên cái gì, trường chùa là cái trường. Cái trường này không thể là dạy làm bác sĩ, là kỹ sư, mà sư phụ được và thượng nguyện thành dạy, không thể để là những gì diễn viên hài hay là trở thành như là MC của Bali Bay Nai. Tụi con nhìn các cái giảng các em sinh bây giờ là họ đi con đường đó đó, tạo nụ cười cho Phật tử. Nhưng mà những cái gì cần biết rõ thì con hoàn toàn không biết rõ. Những cái gì cần buông bỏ thì con cũng chưa có buông bỏ. Rồi đoạn cuối cuộc đời đó, mình đổi thừa quan gia trái chủ. Nhưng mà mình coi kia, con có theo dõi cái trường hợp cô Nguyên Ngọc, quan gia trái chủ là do cổ hay là do con cổ? Cổ giao cái chìa khóa sinh mạng cho cổ như vậy, cổ theo sư phụ mười mấy năm để làm chi? Nếu đây chấm dứt luân hồi sinh tử, mình không có tự tại để mà mình chứng thánh quả được. Cứ bà tệ nhất là tôm đầu vàng mình cũng chưa được nữa. Tôi con có nhiều cái từ cô chỉ biết rõ ngày qua thầy biết, trong khi tôi nói chuyện đó là có mình cô Hồng Thị cũng thắc mắc. Thấy không? Pháp của sư phụ giống như mưa, cây lớn thì hút nước lớn, mà cây nhỏ nhỏ mà cỏ thì hút chút xíu à. Tôi con cứ nghĩ thì có những nhân sư giảng rất là hay, người ta vô đông, nhưng mà đó là những cái cuồng phen mà vô cái thật ra những gì cần biết rõ mấy ông không có dạy, nó dạy ngoài da không à. Bây giờ cái chuyện yêu đương, cái chuyện mà giải quyết phiền não của vợ chồng tôi có biết rõ hơn sư phụ á. Những ông thầy chưa có vợ có chồng mà thân ông giảng cho những người đã có vợ có chồng để giải quyết những cái chuyện đó. Cho nên nhớ kỹ, tôi không phải là một MC đây đi đây nay. Tôi không thể là một diễn viên hài kính thần để đem nụ cười và nước mắt cho quý vị. Mà mục đích là bỏ việc chồng, bỏ con, bỏ tất cả thời gian quý báu vô đây để không phải dành một cái phẩm. Dành một cái chức trụ trì, dành một cái chức nó không có giúp ích gì cho mình trong cái đối đầu. Tụi con đây nó học mật thần, tụi con sẽ ra trận đó. Ra trận rồi ra trận đánh giữa ma, dành ma chiến của tụi con đó. Phải không? Trong lúc sanh tử nằm ở cái đầu cuối cuộc đời là tụi con phải dùng cái đó. Cho nên cái thầy có giảng bao nhiêu mà những cái gì cần buông bỏ tụi con không buông bỏ là tụi con đi vào ba đường ác hết. Chứ đừng có nói là thầy sư phụ, mình thấy rõ cái tôn nghiêm nào không? Gọi sư phụ set up hết rồi, không cho điện thoại, không cho điện thoại cho con đất rồi. Bây giờ đã phải vô nằm ICU, mà khi người một người nằm ICU á,
có nói chuyện được không? Con đứng bên giường mà con đó thì nó có hiểu gì đạo không? Bà đi chùa con nó không có gì ủng hộ Phật hết. Theo sư phụ mười mấy năm mà bây giờ đổi thừa quan gia thế chủ. Vậy là quan gia thế chủ có, nhưng mà do ai tạo ra cái gì? Những chuyện đó bây giờ cũng đừng nghe, chúng nữa vô tu đào sâu cái này đó. Để không phải vô đây đi mà bỏ như ngồi chơi đâu, đây là cái trường đào tạo để thành Bồ Tát, thành A La Hán, thành Phật, thành Tổ. Mà nếu mình không được thì mình cũng sẽ đi vào đừng từ đâu đến, mình chết đi về đâu biết, mỗi lúc lâm chung đương đầu với ma, ma chết, ma phiền não, ma luyến ái, ma chấp ngã, thắng là thua. Tôi được kiểm soát. Ở trong này Nguyễn Thị Dương Huệ Thái lại. Con gửi một lọt đồ xiêm nhưng mà không có nhớ ngày, thấy không? Không nhớ thì cũng sao, cái tâm mình hướng mình gửi cho ai á. Nhưng mà mình có biết mặt cái người này không? Và biết thì dùng tâm biết, những cái sư phụ không có biết. Cái gì chưa biết rõ thì sư phụ nó hỏi cho biết rõ. À, rồi Diệu Thiền ai vậy? Ồ, con mắt thường nó chẳng không đi được, mới gửi gửi cho mẹ đã cổ rồi. Nguyễn Thị Thanh Tuyền cầu an cho ai vậy? Bác con nhận về rồi. Đặng Quang Trung là ai vậy? Chồng của cô Giang đó, sư phụ xin nhập tháp cho vợ cũ không? À, xin nhập tháp vợ cũ, còn vợ mới ấp luôn chưa? Đang tới. Cái gì cần biết rõ tôi phải biết rõ. Con này xin chúc danh nè, tức là vợ cũ của ổng hả? Nó bị cũng có tình có nghĩa quá ha. Thì đặt là quyệt chánh nha, tại vì vợ chính thức đó. Còn bà kia nên muốn là quyệt phó. Nhớ nha, chuyện này dễ xếp cái gì cho chưa biết rõ, phải nói cho tôi biết rõ. Rồi quyệt chánh. Cô Hồng Thảo, cô gửi thì Dương Quốc Công lại. Cháu ruột con nữa hả? Chưa có phát danh hả? Phải không? Có rồi. Chơi thông này để gọi để xin phát danh. Thiện xưng. Thù đặt chung mà nói cho thiện xưng. Có đặt rồi thì để ghi thiện xưng. Rồi tới tới xưng đặt. Bởi vì cái gì cần biết rõ tôi phải biết rõ. Rồi cái này của Nguyễn Tiến Bảo Thịnh, cái Nguyễn Thanh Tùng rồi của cầu siêu âm này là nó chỉ cần tin lúc mà cầu siêu là chắc là được rồi. Cầu siêu này lúc mà qua trì chú Phật đảnh tôn thánh trì vương quán đảnh thầy sẽ đọc cầu lăng nghiêm, là thầy sẽ đọc cầu an hay không thầy tôi phân cho nó rõ an cầu an. Những cái cầu siêu là để chúc mừng tụng trì vương quán đảnh.
lành cùng năng trong thánh tôi sẽ đọc. Rồi tôi kiểm sớm rồi nha. Cho bác Hai Nguyễn Văn Quang 85 tuổi,
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, pháp danh Tịnh Đức, sinh năm 1956. Phật tử Diệu Hiền, dân xứ cầu an cho mẹ Trương Thị Lệ, pháp danh Diệu Tiên, sinh ngày 15 tháng 4 1948. Phật tử Huệ Thái, dân xứ cầu an cho Phật tử Đặng Thị Thơ, sinh ngày 1 tháng 1 1935. Phật tử Đức Lâm, dân xứ cầu an cho Phật tử Lâm Quốc Hào, pháp danh Quảng Thiện, Phật tử đang bị ung thư trong thời kỳ cuối. Con cũng hướng về tất cả Phật tử có nhân duyên tham dự thời kinh Thủ Lăng Nghiêm này, đang bị những nghiệp chướng bao chướng, phiền não chướng, đều được bệnh tật bình an tai qua nạn khỏi. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Ca phẫu đi Phật
Ya mô ba ya ba de ma ka ma ya de li ma la na ya ba ti ra ra ba ma ka ma ya de mu de ni ma sa ma de ba ra de ma ra ni ya no mô tất cứ ni ra ya mô ba ya ba de ra na ya ra cô ra ya nam mô bạc đồ ma cô ra ya nam mô nam mô ma ni cô ra ya mô ya ya cô ra ya mô ba ya ba de de ni ra yu ra de nam ba ra ham ra mô ra sa ya Ma ka ra ma bác đi ya no đi lòng đi ra ya sa ta ya y kê ra ya y
Tụi con có đồng ý không?
nó phê rồi, tức là lên tới Quỳnh Phi rồi nó nói vậy là danh từ của không quân đó là chú chạy đức biết là nó lực nó bay rồi, không có ngừng được, là nó cứ ào 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 nó đi rất là hay. Thành ra nếu mà bây giờ mà đi qua cái kia thì đã tin thầy cũng thử mình rất là dễ, thì cứ ở trên rừng thì tụng mình cũng tụng hay, nhưng mà mình cái kiểu cái nhánh tụng cái đó là phải có nhánh có ngang, giống như là có nhánh mà nhánh kiểu này á chỉ dài người vợ bạn là nó lộ cầu cảm khó đảm luôn. Thì tôi cố gắng từ đây tới phát tu tháng 7 là sẽ cho đại chúng vợ nhắn rủ mình đi nha, nhưng mà tôi khó mà đạt được cái trình độ tụng giống như là cái tâm khá gì này, khó. Cái phật đại trung thắng thì nó lại đi giống như ông này, thì chúng ta ào thành như vậy. Việc sư nó cũng ngắn, thì Lưu Quốc Đảnh ngắn nhắn không sao, nhưng mà cái anh đang nghiêm nó cứ ngắn nó có cái độ đó, thành ra là chỉ cần dài ba người mà họ nhắn bậy cái đó là nó chặt đó. Nhưng mà sẽ cố gắng tháng 7 này bây giờ tôi kịp sớ thì tôi đọc sớ cầu siêu đây. Nói cái thời gian điên đó mà tụng mà nó đã nhất tâm rồi đó, thì quý vị thấy đại chúng đi rất là đều, nó không có lộn chọn, nó đi mỏ đi nhanh, tụng đều thì nó đi vào cái chỗ nhất tâm. Cái này là của Huệ Viên mới thì lưu chi là thế nào cũng thấy, của đồng càng nay tôi thấy là cái điểm là không có sớ, mà bữa nay cũng có sót. Mới vô. Thì lúc nào là thấy bữa nay lần đầu tiên mới thấy là sót sớ của mình Tây, nhưng mà rốt cuộc dùng lại không có sót. Chút nữa thấy đoàn của thầy Tri lên đường về mấy giờ vậy? Nam mô Phật Đản Tông Thắng Đà La Ni Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tỳ Lư Quang Đảnh Chân Tôn Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Dược Sư Quang Đảnh Chân Tôn Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Chuẩn Đề Đà La Ni Từ Thị Giá Hộ cho chúng con dân sơ cầu siêu, cho các hương linh Phật tử sau đây trần thị tám pháp danh diệu thiện sanh 1933 tả thế mùng 7 tháng 10 năm Tân Mão. Hương linh Ngô Thị Minh Tâm Phật danh Maria sinh ngày 21 tháng 8 1969 tả thế ngày mùng 5 tháng 5 năm nhâm gì vậy? Để chỉ nhâm không à? Ai em vậy? Ngô Thị Thanh Tuyết là? Dạ, em dâu. Dạ, thế ngày mùng 5 tháng 5 năm nhâm. Không có để nhâm gì á. Không có gì, tôi để là nhâm nhi nha. Tôi nghe cái đó là tôi thua. Nhâm. Tôi không biết nhâm gì. Bây giờ nhâm nhi nha. Phật tử Đảng Văn Trung Pháp Danh Đức Long Dân Sơ nhập tháp cầu siêu cho hương linh Quỳnh Thị Thế Pháp Danh Huệ Chánh sanh 1957 tạ thế 5 tháng 6 2003. Phật tử Nguyễn Thị Thanh Tuyền Pháp Danh Huệ Duyên Dân Sơ đám dỗ đầu năm cho hương linh Nguyễn Tiến Bảo Thịnh Pháp Danh Thiện Ngộ sinh ngày 27 tháng 7 1974 tả thế ngày 10 tháng 4 2022 hương linh anh cả Nguyễn Thanh Tùng Pháp Danh Thiện Lợi sinh ngày 7 tháng 5 1970 tả thế 7 tháng 3 1980
quạnh tử từ Úc Châu năm 2019, Hương Linh Phan Thị Nguyệt. Sư Ni Hồng Thảo Dân Sơ cầu siêu cho Hương Linh Dương Quốc Công Pháp Danh Thiện Xuân. Sáng ngày sau tháng 7, 1969, ta thế ngày 30 tháng 12, 2022, Phật tử Nguyễn Thùy Dương Phúc Danh Huệ Thái Dân Sơ cầu siêu liệt vị Hương Linh sau đây: Hương Linh Quỳnh Văn Yên, Hương Linh Quỳnh Văn Lạnh, Hương Linh Nguyễn Văn Định, Hương Linh Nguyễn Văn Thành, Hương Linh Nguyễn Văn Thanh, Hương Linh Đặng Thị Vân, Hương Linh Thai Nhi chết Quạnh Tử Phúc Danh Thiện An, Hương Linh Thai Nhi chết Quạnh Tử Phúc Danh Tuệ Lạc, Phật tử Lê Phúc Diên Pháp Danh Huệ Diên Dân Sơ cầu siêu Hương Linh Quỳnh Văn Mạnh Pháp Danh Thiện Dương, tạ thế 9 tháng 2 năm 1992, Hương Linh Trần Thị Tư Pháp Danh Huệ Diên, tạ thế ngày 9 tháng 2 năm 1989, Hương Linh Lê Phước Tấn Pháp Danh Thiện Dương sinh 1920, tạ thế 18 tháng 8 năm 89 âm lịch, Hương Linh Lê Thị Bích Pháp Danh Diệu Ngọc, tạ thế 14 tháng 7 2013 âm lịch, Hương Linh Lê Phúc Ngà Pháp Danh Thiện Như tử trận trong cuộc chiến Việt Nam, Hương Linh Lê Phúc Tài Pháp Danh Thiện Như tạ thế ngày 7 tháng 9 năm 2002, Hương Linh Lê Phúc Pháp Pháp Danh Thiện Lộc tạ thế 20 tháng 12 năm 2006, Hương Linh Cô Gái Vô Danh Pháp Danh Diệu Cô và Vũ Nguyệt Thất Tổ của Huệ Viên Dân Sơ cầu siêu cho Hương Linh Nguyễn Minh Trinh Pháp Danh Nguyên Tạo tạ thế 20 tháng 2 2023, Hương Linh Đồng Văn Cúc Pháp Danh Thiện Hậu tạ thế 26 tháng 2 2023, Hương Linh Nguyễn Phúc Bảo tạ thế ngày 2 tháng 3 2023, Hương Linh Đỗ Văn Bảo tạ thế 19 tháng 3 2023, Hương Linh Thái Hiền Hưng Pháp Danh Thiện Nhân tạ thế 14 tháng 3 2023, Hương Linh Xin Bao Biên Pháp Danh Thiện Sanh tạ thế 13 tháng 3 ngày 10 tháng 3 2023, Hương Linh Quỳnh Thị Bé Pháp Danh Ngọc An tạ thế 23 tháng 3 2023, Hương Linh Nguyễn Thị Phương Đài Pháp Danh Diệu An tạ thế 29 tháng 3 2023, Hương Linh Nguyễn Thị Thu Nguyên Pháp Danh Thiện Vũ tạ thế ngày 2 tháng 4 2023. Chúng con hướng về liệt vị Hương Linh Cụ Huyền Thất Tổ nội ngoại bốn bên huynh đệ tỷ muội, thai nhi chết Quạnh Tử của Phật tử trong hệ thống chùa Tổng Quyên, gửi vào nhập tháp địa tạng từ ngày thành lập cho đến hôm nay đều được ấn tiêm công đức. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát, Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát, Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát.
tâm thanh tịnh thì bảy biến Phật đảnh tôn thắng để dân sớ cầu siêu, mà tôi đã sướng lên nhờ thành lực của Phật đảnh tôn thắng khiến các hương linh được gửi sớ cầu siêu nhập tháp. Đám dỗ đầu năm, đám dỗ thường niên đều được âm chiêm công đức. Thank you.
Oh.
Ông A Mô Ga Vây Rô Chà Na Ma Ha Mô
định ở chủ đề thần chú.
Có nhiều người hỏi sư phụ, sao sư phụ không tụng thừa mà tụng chút chủ đề phổ nhạc? Tôi nói tụng cái này nó đã bớt dưới cái ông cụ bên Việt Nam rồi. Tại vì thường thường Đức Phật đó, mà trì chú là chư thiên tấu nhạc trời, mà mình giờ không có nhạc trời, mình có nhạc đời, tụng nó phê không? Phê, phải không? Mình quan hỷ thì cái hương linh nó quan hỷ. Cái này tôi đã áp dụng cho ba của ông Thảo ở bên cách sạch, nó về Việt Nam ba nó mất, mà bên Việt Nam nó ba nó ồn quá đi, tôi không tụng được. Cho nên á, ở Việt Nam quý vị biết nó ma là nó ồn, người ta lợi ta tế ta lễ rồi nó có nhạc mình nó rung rung rung, nó xin cho tôi thì nó muốn yên tĩnh vậy là khoảng 2-3 giờ sáng ta mới hết. Vậy đó, ba Việt Nam là cái gì người ta để mà ta lại ta thăm viếng ăn nhậu đủ thứ vậy, quý vị có đồng ý không? Cho nên giờ đó tôi nói vậy, con có cái lô kẹo kéo không? Nó nói không có. Tôi nói dặn đi dặn rồi, đi dặn rồi mà không có, chạy qua hàng xóm mượn cái lô kẹo kéo mà nó ở Bình Dương nó ban đêm đó. Tôi nói dặn hết ga lên, nói chi vậy, tôi thì dặn hết ga lên đi thì ông sẽ dặn sang mạnh. Ban đêm ở Bình Dương mà dùng nhà quê nữa, phải không? Cái bắt đầu sư phụ hai là tụng cái này, mở nhạc lên bắt đầu tụng với bà con trong trong xóm nghe văn vẳng vậy đó. Thì tôi tụng mới có 21 biết là ổng, tôi nói chuyện nào mà ông phê đó thì ông tắt máy nha, mà ông mà chưa phê thì cứ để tụng, không biết chuyện nào tụng có 21 biết thì tắt cái bột bông hớp nữa. Bên kia họ đang phê nó tụng nữa, tôi nói ổng phê rồi cái gì chưa phê. Cái nhạc trời nó quan trọng là cái điểm đó, tại vì khi mình tụng á mình thấy nó quan hệ, đúng không quý vị? Thì thật ra thì tụng cũng được đó, đâu có gì đâu, nhưng mà phải đem cái đồ này, phải không? Tôi thấy nó work rồi, nó work. Tụng từ bên Mỹ mà qua Việt Nam nghe mà nó work. Với lại Thảo nó nói là mấy người hàng xóm với lại mà chị em bà con nó với mấy cháu rể là người đạo Thiên Chúa, họ nghe họ cũng phê luôn. Phê luôn, cũng khá phái quá. Nó là thầy Mỹ hơn thầy Việt Nam. Đó là nó nói với tôi. Nó nói là sao mà ông thầy mà nhiệt tình dữ vậy nữa. Tụng quá trời. Nó nói còn có lò kẹo kéo nó vậy, không có. Nó kiếm cái lò kẹo kéo, nó chạy về sống mượn cái lò kẹo kéo. Biết lò kẹo kéo không? Lúc đầu nó còn không biết lò kẹo kéo là gì, con nói là dặn trước ở đây rồi đó. Tôi chỉ, con mở maximum lên, rồi mở cái Bluetooth lên, cái con mở cái iPhone lên, cái con bấm vô cái Bluetooth nha. Để bên đây là sư phụ làm, là bên đó gia đình tụng theo, mà ban đêm á, ở nhà quê đó mà, ở Bình Dương á, nó tụng cái cà phê đó, cái họ hỏi tụng nhạc gì, tôi nói nhạc trời. Mà nói nhạc trời, thành ra đó là những cái mà sư phụ thấy nó vớt là chịu khó bấm bấm chút, nhưng mà tụng với bà con đều rất quan hỷ. Cái từ trường chúng ta quan hỷ nó làm cho cái hương linh nó quan hỷ. Rồi bây giờ đó tôi đem khai triển, tôi chỉ có 20 phút thôi nha. Con mở cái khác không? Còn